Vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên em nhá. Vâng, đây thì em lại về được con L7TX ở đây. Đấy, nhưng mà con này thì nói thật các bác là em đây, em nói rõ ngay từ đầu nhá, là nó hơi bị một tí chỗ này. Đấy thì anh em các bác về xử lý làm tí nhá. Có thể là cho tí miếng silicone ấy, các bác đắp vào đây, xong rồi các bác gọt nó nhẵn đi phẳng đây, xong các bác lấy cho em tí cái gì nhỉ là cái hoặc là các bác dùng keo lến đấy, dùng keo lến các bác ấn vào đây nhá, các bác đốt ấn vào đây. Sau đó các bác dùng con dao các bác gọt dần đi, gọt cho nó vừa đúng theo cái khuôn của cái này, theo khuôn của bên này. Đấy, sau đó các bác dùng tí sơn sáng các bác dí cho em để cho nó đẹp. Đấy. Nếu bác nào cầu kỳ thì như vậy, còn không thì em nghĩ là chả cần bỏ qua luôn nhá. Bởi vì hàng bãi cái này thì nó không thể tránh được, thì các bác cũng phải thông cảm cho nhà em cũng như là không những nhà em mà tất cả mọi nhà. Đấy, có thể có không mua nhà em, nhưng mà có mua nhà khác thì cũng phải thông cảm cho người ta, bởi vì là cái hàng bãi này thì nó không thể tránh khỏi được cái chuyện mà bụi bặm hay là nó xước sát này ở đây nó bị như này. Nó thật coi như vậy. Đây cái cả này các bác nhìn này. Đấy, nó hơi bị xí này. Thì cái này về các bác không thích thì các bác có thể sơn lại cho cũng được. Tháo cái vỏ ốc ốc ra, mình nhấc cái vỏ ra mình sơn lại. Còn cái mặt này để nguyên đường sơn, sơn trong cái vỏ thôi. Đấy là bác nào cầu kỳ thì là như vậy. Đấy. Còn hàng bãi thì các bác biết rồi, nó không thể tránh khỏi được cái này đâu. Đấy. Nó gần như là đặc sản rồi. Khách hàng nhà em thường hay trêu vó von mà này. Đấy thật với em chứ hàng bãi mà không có xước sát thì anh cũng không thể mua. Hay là hàng em mà nó không bị xước sát thì anh cũng ếch thèm mua, anh không thèm đến. Đấy, nhờ bác vay về von như vậy, bác bảo là đấy là đặc sản của nó rồi. Còn mày mà đưa anh hàng mới anh không mua, bởi vì hàng mới thì có thể hàng Trung Quốc, hàng này, hàng nọ. Đấy, còn hàng bãi này chắc chắn là phải như thế. Đấy là nhiều khách hàng người ta biết thì nó như vậy, còn nhiều bác thì không biết thì cứ bảo là hàng này nó là hàng Trung Quốc, hàng này, hàng nọ. Xin thưa các bác nhé, hàng Onkyo nhé, tất cả loa hay là cục của Onkyo nhé, đều là nội địa của Nhật hết. Đều là hàng nội địa hết, có thể sản xuất tại nước thứ hai, thứ ba, thứ tư nhưng mà vẫn là của Nhật, bởi vì là công nghệ mọi thứ người Nhật người ta kiểm soát. Kiểu như Samsung ấy, sản xuất tại gì ạ? Sản xuất tại Việt Nam nhưng mà tất cả mọi thứ là đều là người Hàn Quốc người ta quản lý hết. Còn Việt Nam mình chưa đủ trình để mà sản xuất cái điện thoại như vậy. Samsung, đúng không ạ? Đấy. Đấy, hình thức thì các bác nhìn qua này. Đấy. Em thì nói luôn là em chẳng có gì phải giấu cả, bởi vì hàng bãi thì các bác biết rồi, đúng không ạ? Bán hàng bãi này mà giấu là chết, giấu là toi ngay, bởi vì là dấu là về ví dụ các bác mà nhìn thấy ví dụ nhé, bây giờ em không quay cái này, em mà bán dấu diếm em để như này, đúng không? Các bác có nhìn được rất góc không? Không nhìn được, có nhìn được chỗ này không? Không nhìn được. Em quay nhanh một cái này, đây các bác nhìn phía sau này, đấy, các bác sẽ không phát hiện được chỗ này mà không phát hiện được chỗ đầu kia. Nhưng mà như thế nó là lừa đảo, bán hàng vớ vẩn, bán hàng ba nhăng, lừa dối khách hàng, bán như vậy mất lòng tin và lần sau là khách hàng đập vào mặt cho, đúng không ạ? Chưa kể những bác gọi là nóng tính quá đến bác đốt cả nhà, nhưng mà là cái chuyện bán trò chơi thôi. Thế nên là em không phải vì đồng tiền này lọ mà phải giấu giếm gì cả. Đấy, có thế nào bán vậy thôi, còn có thông cảm là mua được thì mua ủng hộ nha em, còn không thì mình tham khảo mã khác, mình lấy mã khác nha em, mã khác đấy. Còn những con này thì em nói luôn em cũng bán rẻ chứ em không bán theo kiểu giá đẹp, nó bị như này rồi bán giá đẹp thì bán làm sao được, đúng không ạ? Các con hàng đẹp nhá, con này nhá, hàng đẹp của nó rơi khoảng là 1.550.000 đến 1.600.000. Các bác xem video thì các bác tự biết đấy. Còn với con này thì nó bị xuất góc lên một tí, hơi chỗ này một tí, thì em để các bác con này là 1.150.000, được chưa? Em để các bác là 1.150.000 đấy, em xả sâu luôn, bởi vì đẹp em bán giá đẹp, còn bây giờ nó không may hàng nó về như này thì phải bán giá thấp thôi đấy, cũng không thể bán hơn được, mà bán hơn các bác không mua, đúng không ạ? Đấy, cái gì nó phải bằng thật. Thì đây nhá, AV là nó có bốn cổng ở đây nhá, bốn cổng thì các bác nhớ cho em này, các bác để ý cho em này, là nó có hai cổng out, hai cổng này ra là để mình cắm gì ạ, mình cắm đường giải mã đi ra, tức là cắm một cổng AV ở đây, sau đó mình đưa hai cái này xuất ra ngoài để truyền dẫn âm đi to, hát karaoke hoặc âm đi nghe nhạc, được chưa ạ? Còn hai cổng ở đây, hai cổng chữ in này, y là in này, hai cổng này để các bác làm gì ạ? Để các bác cắm vào máy tính điện thoại như em đang cắm đây, máy tính đây, để làm gì? Để nghe nhạc trên công suất đây, ra loa đấy. Còn giải mã thì các bác lấy cho em hai cổng này nhé. Đấy. Hàng này các bác này, con này thì công suất là 46W này đấy. Con này sản xuất tại nước thứ hai này, Made in Malaysia, sản xuất tại nước thứ hai. Đấy, trở kháng của con này thì các bác có thể phối loa từ 4 đến 16 ohm này, từ 4 đến 16 ohm này. Đấy. Đây, có đường súp ở gua này, đấy. Đấy, hình thức thì đấy em quay hết cho các bác nhá, em chả giấu gì đâu. Nó có vậy thôi. Đấy, nhưng mà giá được cái rẻ, có 1.150.000 mà có được con đời cao. Bình thường là 7TX này của nó là đời cao rồi, đời rất là cao rồi, mà giá của nó lên tới là 1.500.000 đến 1.600.000. Đấy. Tuy nhiên hôm nay các bác chỉ bỏ ra bao nhiêu? Có 1.150.000 thôi là các bác sở ngay con này rồi.
tiết kiệm được cả mấy trăm nghìn mà vẫn được con giải mã đời cao, giải mã hay, hình thức thì cũng tương đối là ok chứ không phải là dạng gọi là quá xấu xí hay gì cả, đúng không ạ? Đấy, đấy thì là về trước đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì các bác cứ gọi cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Vâng, sau đây em sẽ tiến hành test nhạc cho các bác này. Đây là nhạc trên điện thoại này. Cuộn mấy đứa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điêu tàn vì tay quân giặc thù. Xưa đâu còn và dùng nhan thoại, tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa diệu hiền. Còn lại mây đen răng mở khắp lối, như máu oan hơn in sâu lòng phố phường. Bên khung cửa ai đưa ai dìu bước nhỏ, những lúc mình tan trường về hẹn nhau dòng phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bờ vỡ một bóng trên phố xưa tiêu điều. Sao giận người lặn lối tôi đi đi tìm quá khứ, dấu in gió xanh theo mây về cuối trời. Thì đây là gì ạ? Đây là đường điện thoại. Còn các bác mà thích nghe đường quang các bác nhá. Các bác thích nghe đường quang thì các bác chuyển cho về đường quang này. Chuyển như nào ạ? Đây, ở đây nó có input các bác nhá, hai cái lẫy gạt input này. Thì các bác sẽ chuyển cho em này. Chuyển về chế độ digital. Đấy, khi tivi của các bác lên nhạc thì đèn nó sẽ báo này. Cái bài hát này nó giải mã rất là hay các bác nhá. Vâng,
đấy là về chất âm đấy. Còn cái phần CDMD này em không bao chạy nhá. Vâng, giá này thì em không bao chạy CDMD đâu. Đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682. CDMD coi như là em không bao chạy nhá. Đấy, coi như bỏ qua luôn. Vâng, xin chào các bác.